Dạ vâng, em Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả quý bà con, quý cô bác, quý anh chị cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh phim phim trường của kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Ngày nay em Khả Năng có về mẫu xe Innova gia đình đời 2008, máy zin, keo chỉ zin, đời 2008 phiên bản số sàn động cơ 2.0 thương hiệu của Nhật Bản, sản xuất tại Việt Nam. Đời chiếc xe biển Quảng Ninh 14A15739, thần tài nhỏ đây. Chiếc này thì bên em vừa về lên sóng báo giá cho ngôn cho mọi người 268 triệu đồng, có hỗ trợ bao rút hồ sơ nhé. Xe gia đình không qua dịch vụ đó. Tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh, đời 2008 bản G nhé, Innova G. Mang nước sơn màu bạc, sơn trông rất là đẹp, form càng đét. Chiếc này form càng đét đẹp luôn. Đời 2008 và xe máy còn zin nên là chứng tỏ đi rất là ít, có khi không chạy dịch vụ nên là xe rất là đẹp và cứng nhé. Đăng kiểm tháng 12 năm 2021, dòng này đăng kiểm 6 tháng một lần rồi. 6 tháng một lần, nhưng mà mỗi lần mỗi năm thì nó chỉ tranh nhau được một lần đi đăng kiểm và 340.000 tiền cước phí đăng kiểm thôi nhé. Chứ còn giá tiền các thứ mọi thứ là thuế má là như nhau. Đấy, và mọi người nhiều anh em cứ hỏi một năm đăng kiểm hết bao tiền thì nó cái dòng 7 chỗ này thì nó rơi vào tầm 4 chỗ 7 chỗ thì một năm tầm hơn 2 triệu anh em nhé. Hơn 2 triệu một năm thôi, rất là rẻ. Hiện tại thì như có thông tin là chiều mai là hôm nay chiều nay là xăng xuống, không biết có xăng xuống 8.000 không biết có phải không. Cái đấy thì anh em mình tự cân đối xem xe, liên hệ Khả Năng Ô Tô xem chiếc nào phù hợp với mình thì alo cho Khả Năng Ô Tô nhé. Ngày mùa dịch này thì bên em có chương trình ship xe tận nhà cho bà con, có bác anh chị quan tâm đến chiếc xe bên em. Các bác ngoài vùng dịch thì bên em vẫn đi được, vẫn cứ đến xem xe tận nơi cho các bác, cam kết cho nhau bằng văn bản, mọi người cứ an tâm về chất lượng chiếc xe. Đấy, hiện tại thì xe đâm đụng ngập nước rất là nhiều. Hôm qua Hải Phòng anh em cũng ngập nước nhiều xe lắm. Anh em mua xe nên chú ý nhé, tìm những địa chỉ uy tín có cam kết để mua xe. Bên em không làm xe ngập nước. Đấy. Hôm qua em quay con video con biển Hải Phòng là các bố nào vào bình luận là ui hôm qua ngập nước, hôm nay đã bán ở đây rồi. Mẹ thế mà vừa ngập nước xong là bán được luôn à? Không phải dọn à, không phải phơi à? Đúng không? Đấy, nên mọi người cứ chú ý nhé. Xe ngập nước rất là nhiều, mà xe ngập nước mà ông nào không biết mà cứ để nguyên ấy, đi sửa thì còn đỡ, đi rửa dọn đi thay dầu thay nhớt đi lại lại vậy là bình thường, nó vẫn không thể như 100% được, nó còn ngon. Nhưng ông nào mà không biết cứ thế ra đè phát là nó vỡ biên hay là thủy kích đấy, thủy kích là nó vỡ bên trong đấy thì nó máy móc nó kém đi. Chứ ngập nước thì bên em không làm nên bà con cứ an tâm, bọn em đi mua còn kinh hơn các bác đi mua bao giờ cũng phải mua cái xe nó đẹp về bán cho nhân dân. Giá nào thì giá, kể cả nó xấu nó lát rồi nhưng nó cũng phải có một cái những cái cam kết với nhau nhất định. Chứ đừng có nghĩ là cứ bán lấy được là được đâu, bên em không bán lấy được. Đấy. Tất nhiên là bán được nhiều tiền thì càng sướng rồi, mua càng rẻ càng tốt, bán càng cao càng tốt, nhưng mà cái giá nó phải hợp lý và cái xe chất lượng mình phải đảm bảo cho nhau. Đấy thì uy tín lâu dài, mọi người cứ liên hệ trực tiếp với Khả Năng Ô Tô đây. Em thanh niên người nên là rất là thẳng tính nên là nói chuyện làm việc cũng nhanh. Đấy. Cái dòng Innova này động cơ 2.0 số sàn thì xăng tầm khoảng 9 lít đến 10 lít trên 100 km các bác nhé. Đi đường trường tầm 8 lít, đi trong phố tầm 11 12 lít. Đấy. Đèn đóm nguyên zin theo xe, nốp nung là rãnh nốp rất là mới và sâu, biển Quảng Ninh. Có bao rút hồ sơ, giá bán là 268 triệu đồng. Anh em đang quan tâm cái dòng xe rẻ hơn Innova thì đời 2011 bản Z bên em có bán 238 triệu thôi. Để cho bà con có bác lựa chọn thì rất là nhiều. Có cả Innova 2007 bản Z thì rơi 179 triệu thôi nhé. Tiền nào của đấy các bác cứ alo trực tiếp cho Khả Năng là sẽ được xem xe tại Hải Phòng, hoặc là anh em đặt cọc rồi đánh xe đến nhà. Hôm qua hôm xưa thì bên em vẫn có mang đi nhỉ, mang đi Hòa Bình là một này, Sơn La Hòa Bình, rồi Hải Dương Thái Bình, mang cả đi Bắc Ninh Bắc Giang, bọn em vẫn mang xe đi được các bác nhé. Vẫn có anh em nhân viên test Covid đi các tỉnh để cho các bác phục vụ các bác, nên mọi người cứ an tâm. Về bên ngoài xe thì anh em nhìn thấy không, sơn xi rất là sạch sẽ và đẹp nhỉ, căng đét, không phải mất 1.000 tiền sơn nào cả. Sơn này rất là căng và đẹp luôn. Vì sao lại căng cái này? Vì cái lèn của nó không bị đâm đụng va quẹt gì thì nó không bố bả, không có bột bả nhiều thì cái lèn nó căng. Đấy, keo chỉ nó zin, nó không đâm đụng gì. Cái cua lốp vẫn còn nguyên này. Chỉ cua này. Chỉ cua lốp còn nguyên này. Đấy, không hề mục mọt. Nhiều bác cứ nghĩ là Hải Phòng này, Quảng Ninh thì gầm bệ nó mục mọt, nhưng phải tùy xe thôi anh em. Anh em cứ đi về anh em cứ vất vả đấy thì nó mới mục, chứ còn anh em mà vệ sinh mà cứ thay thế rồi anh em rửa thường xuyên nhé, rửa nó xịt gầm xịt gung cho là cát đất nó không bấu vào được thì nó sẽ không bao giờ tạo cái vết han. Đấy các bác nhìn này, rất động cầu sau đấy, cầu xanh đét luôn, không hề bẩn một chút nào, không hề han một chút nào,
không có mục chứ đừng có nói ha, không có han luôn chứ đừng có nói mục. Đấy, xe gia đình thì những cái bân sần tay cánh cửa này cũng như cái tapi cửa nó cũng đẹp hơn so với dòng xe dịch vụ. Thực ra dịch vụ hay là cái dòng xe gia đình cũng không, nó mong manh lắm, nó không khác nhau mấy. Như ông nào cũng giữ được xe thì kể cả dịch vụ nó cũng đẹp. Còn ông nào gia đình thì gia đình, như ông đi phá thì nó cũng, dịch vụ thì hay không dịch vụ nó cũng nát rồi. Đấy, quan trọng là keo chỉ phải zin như này các bác nhé, keo chỉ zin này. Đấy, cánh cửa nhìn con nào zin biết ngay, như kiểu bàn tay anh em gãy rồi thì nó sưng lên, nó phù lên, nó có gì đâu mà. Ngón tay anh em gãy không bao giờ nhìn nó bằng phẳng mãi như ban đầu được. Đấy, mọi người cứ đến xem xe và cái chất lượng thì bên em có cam kết rồi. Đấy, nhìn những cái điểm đẹp của nó là vô lăng củ số này. À, cái đầu đài nguyên bản theo xe, trần nỉ nguyên bản, bọc ni lông, ghế bọc da. Đấy, tư nhân chính chủ nhá, bên trên này có cái lọc không khí hay cái gì kia không biết. Đấy, nguyên theo xe. Ốc vụ bản nề vòi voi chưa mở phát nào, mở thì nó sẽ mất những cái này anh em nhé. Đâm đụng người ta mới mở, còn bình thường người ta không mở. Đấy, zin hết nhé. Đây, keo chỉ cánh cũng nguyên zin này. Đó, nội thất sạch sẽ đẹp. Có bộ ghế da thì nó ố màu theo năm tháng rồi, nó hơi màu tím tím, chuyển sang màu hơi tím tím rồi, nhưng vẫn không rách và vẫn dùng được. Các bác là muốn thay thì nó rơi vào tầm hơn 2,5 triệu tiền một bộ ghế da nhé. Đây là bọn em thay, còn các bác thay thì tầm 3 triệu, thế thôi, đã bao tiền đâu, rất là rẻ. Keo chỉ đằng sau đít cốp nguyên zin này, không mất phân nào nhé, zin hết, đẹp lắm. Nó sẽ vào chung quanh cứng xe. Innova thì anh em đừng có lo nó hỏng nhé, không hỏng được đâu, bền lắm, bền kinh khủng. Xe là đến lúc hỏng thôi, nhưng mà nói thật là về độ bền của nó rất là tốt. Theo năm tháng thời gian thì nó từ 2008 bây giờ 13 năm rồi, nó còn nguyên thế này mà đi ngon lắm, đi có bao giờ bị nằm đường đâu. Quạt gió điều hòa nó luôn luôn hoạt động, khi chúng ta nổ máy quạt gió của dòng Innova nó hoạt động ngay lập tức. Nhiều chiếc phải đợi lúc nó nóng máy thì nó mới hoạt động, nhưng đây Innova nó hoạt động luôn, nó cứ xòe xòe cả ngày đấy. Mà khi nào mà máy nó không kêu xòe xòe đấy, anh em đi kiểm tra cái quạt là được. Đấy, sợ chết quạt hay đứt dây quạt cái chuột cắn thôi, chứ cần bình thường thì không bao giờ hỏng được anh em nhé. Các bác cứ chú ý dầu nước làm mát thay bảo dưỡng định kỳ, và đi đâu anh em kiểm tra trước. Tối anh em đỗ xe như này mà sáng dậy không mưa không gió gì, tự dưng thấy gầm xe ướt sũng này, toàn nước là nước, mà anh em vẫn leo lên xe chạy được thì nó thổi giòn là bình thường. Đấy, đấy, như thế là lo lỗi người sử dụng chứ không phải lo lỗi của xe, nên là mọi người cứ chú ý cái nước làm mát và cái dầu máy là ok hết. Đề phát xem thế nào. Túi khí ABS đầy đủ nhá, ABS 4 bánh, túi khí hai cái hai bên. Đó, táp nô táp ni rất là đẹp, nguyên zin, có thêm cái thảm chống nắng này. Đó, điều hòa mát bút, hai dàn điều hòa nhé, vì đây là bản đủ mà, hai dàn điều hòa đều ngon lành cành đào, không đâm đụng va chạm gì, không ngập nước. Giờ chúng ta cùng kiểm tra cái phần khoang máy này. Hiện tại nhà em về rất là nhiều xe nhé các bác nhé. Trên có Lasetti đời 2008 132 triệu thôi, giá rẻ. Hay là Kia Morning 2018 kia, một chủ từ mới. màu đỏ kia, một chủ từ mới, bên em bán 228 triệu. Các bác alo cho khả năng nhé, rất nhiều xe. Đây, đây là phần đầu răng sắt xi của nó các bác nhé, còn nguyên này. Tất cả những cái lỗ còn tròn này, tròn xoe từng con lỗ một, không hề có dấu hiệu được đâm đụng va chạm này, nguyên hết. Đấy, sơn thì chắc chắn là có làm rồi nhé, rửa sơn rồi chứ không phải là sơn còn zin đâu ạ. Nếu đâu sơn zin đời 2008, sơn zin thì lòng trong này là zin này. Đấy, và chiếc máy này thì cam kết với các bác là máy còn zin nhé, keo đua chuột anh em có thể nhìn thấy kìa. Đấy, ở đây này. Đấy, còn cái keo của nhà sản xuất, cái này thì nhà sản xuất robot nó làm nên mình không làm được. Đấy, máy zin này, zin đẹp luôn, lỗ rất là êm, động cơ 2.0 dòng Tota. Giới thiệu các bác, quạt gió điều hòa nó hoạt động liên tục đây. Đấy, liên tục luôn, đây là không bao giờ có chuyện nó bị thổi gió nghe nằm giữa đường đâu, chỉ trừ khi ống nước nó vỡ hoặc là két nước nó thủng thôi, hay các bác đâm vào đâu nó chảy nước ra các bác không biết, các bác cố tình đi thôi, hay là dầu máy anh em không kiểm tra định kỳ và không thay thế thường xuyên đấy thì mới sợ đấy, chứ cần dầu vàng như này đi thoải mái nha.
sáng ra mà đi đâu xa mà không kiểm tra thì nó nguy hiểm thôi, chứ còn bình thường này rất là ok luôn. Bình cũng bình to đẹp, đề phát nổ ngay, không lỗi gì. Cam kết không đâm đụng va chạm ngập nước cho bà con. Đây nhá, quay nốt cái phần ốc lỗ kết hợp phần đầu cabo này. Đấy. Keo chỉ phần đầu cabo này, còn nguyên zin 100% luôn. Không mất phần nào đâu. Xe đẹp. Con này rất là cứng và đẹp nhá. Các bác nào người Quảng Ninh thì có thể giữ biển, anh em nào không biển tỉnh khác thích rút hồ sơ thì bên em hỗ trợ rút hồ sơ với giá 268 triệu đồng. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người trong clip tiếp theo.